Xin chào tất cả mọi người. Khi chúng ta đọc tiếng Pháp hay là nói tiếng Pháp thì đôi khi chúng ta phải nối từ này với từ kia, nó gọi là liaison đó. Và nhiều khi chúng ta làm theo thói quen cũng chẳng biết là tại sao. Thế thì mà có những cái tình huống mình phải giải thích cho một người khác là tại sao cái chỗ này nối, thì người ta hỏi tại sao nối, tại sao không nối, thì nó có cái quy tắc. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người một cái bài gọi là cách đọc nối vần lên liaison. Thì trong cái bài này người ta phân biệt ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là những cái nối bắt buộc, nối bắt buộc, les liaisons obligatoires. Rồi cái một phần khác là các cái cấm nối, các cái phần cấm nối gọi là liaison interdite. Và một cái phần nhỏ thôi, cái phần này nó không có nhiều lắm. Một số các cái trường hợp chúng ta có thể nối hay không nối cũng được, không có sao cả. Ta gọi là les liaisons facultatives. Và anh chị nào có cái cuốn này á, tôi gửi cho bằng các cái file á, cẩm năng học tiếng Pháp, thì nó ở trang 30. Ở trang 30. Và sau khi học xong cái phần này, có lẽ nó cũng ngắn thôi, 5-7 phút thôi, thì tôi giới thiệu với anh chị một cái bài đọc để chúng ta thử xem ở trong đó chúng ta nối chỗ nào, tại sao lại nối, hay là mình cứ thói quen mình làm thôi, nó có cái quy tắc của nó. Cách đọc nối vần trong tiếng Pháp gọi là les liaisons. Phần thứ nhất, nối bắt buộc. Trường hợp số 1, nối một determinant với một danh từ. Determinant được định nghĩa là những cái chữ đứng trước một danh từ. Danh từ đây đứng trước, chữ đó có thể để chỉ số lượng, chỉ cái giống, giống được giống cái, chỉ sở hữu, có khi có thể là adjective indefinite nữa, ken cờ hoặc là của một danh từ đó. Ví dụ một con chim, hai con chim, một ngôi trường, một cái thang máy. Chúng ta phải nối un oiseau, deux oiseaux, une école, un ascenseur. Ở đây là article défini, những cánh chim, những hình ảnh, những đại dương, les ailes, les images, les océans. Đây là tính từ sở hữu, mon œil, mắt tôi, mon amour, tình yêu của tôi, mes épaules, đôi vai của tôi, vos oreilles, đôi tai của bạn. Trường hợp này rất là dễ nhớ, tất cả những chữ gọi là đứng trước danh từ để xác định một cái gì đó của cái danh từ đó thì nó gọi là determinant. Trường hợp thứ hai, nối một đại từ với một động từ. Một đại từ là một pronom. Ví dụ, vous avez compris, vous là pronom, pronom personnel, đứng trước động từ, phải nối. Vous avez compris, ils ont mangé des oranges. Trong trường hợp này có hai cái nối này. Il là pronom personnel, đứng trước động từ. Ils ont mangé des oranges. Des là article indéfini. Nó cũng là determinant, phải nối. Nous avons des exercices. Chúng tôi có những cái bài tập. Nous là pronom thì phải nối với động từ. Và des exercices là trường hợp số 1 chúng ta nói. Đây là determinant, phải nối với danh từ. Để chúng ta có hai trường hợp rồi. Thứ nhất là determinant, bắt buộc phải nối. Thứ hai là khi là pronom thì phải nối. Trường hợp thứ ba, nối chữ E, EST, ngôi thứ ba số ít của động từ S với từ đi sau. Cái này là bắt buộc phải nối. C'est un enfant intelligent. Đây là một đứa trẻ thông minh. C'est un enfant. Trường hợp này chúng ta rơi vào trường hợp đầu này, determinant nối với danh từ. Còn xe này, đây là trường hợp thứ ba, sau xe thì phải nối c'est un enfant intelligent. Chỗ này không nối, chúng ta sẽ qua ở cái trường hợp sau, cấm nối. Il est entré dans un immeuble. Các chị thấy chỗ này nó có khá nhiều nối. Il là trường hợp số 2, đại từ nối với động từ. Il est entré, trường hợp thứ ba sau chữ e thì phải nối. Dans un immeuble là chỗ đang, chúng ta sẽ học ở sau buổi bên dưới này. Un immeuble là một determinant đi với danh từ. Trường hợp này chúng ta sắp coi tới rồi. Vậy là tất cả đều phải nối hết. Il était un petit navire. Xưa kia có một cái tàu thủy. Il était un. Đây là một bài hát thiếu nhi đó. Il était un petit navire. Il était nối, bởi vì đây là đại từ nối với động từ. Il était, đây là động từ, là ngôi thứ ba của động từ est, nhưng mà nó chuyển qua imparfait thì cũng phải nối luôn, chứ không phải là chỉ có e thôi. Đây là chuyển qua imparfait. Il était un petit navire. Trường hợp thứ tư, nối ont với từ đi sau. Đây là ngôi thứ ba số nhiều của động từ avoir. Ils ont, phải nối phải không ạ? Đây là pronom đi với động từ. Ils ont une voiture. Ils ont une voiture. Ces machines ont été fabriquées au Việt Nam. Những cái máy này đã được sản xuất ở Việt Nam. Ont été sau chữ ont này.
Và trường hợp thứ năm, nối một trạng từ ngắn, một adverb ngắn với từ đi sau. Adverb ngắn là chẳng hạn như là plus, très, bien, những adverb mà đứng trước thì chúng ta phải nối với từ đi sau, adverb ngắn, cái chữ ngắn rất quan trọng. Ở chúng ta sẽ thấy cái trường hợp adverb dài ở phía sau này không được nối. Il est plus occupé que moi. Il est là trường hợp là đại từ, trường hợp số 2 này phải nối. Bây giờ qua trường hợp số 5, plus occupé que moi, plus occupé que moi, trạng từ ngắn. Il a été très étonné de voir ça. Thấy cái chuyện này này thì anh ta rất là ngạc nhiên. Très étonné. Yeah, il s'est bien amusé. Hôm qua anh ta vui chơi rất là vui, vui đùa rất là vui. S'est bien amusé, bien amusé. Trường hợp số 6, nối một adjective với từ đi sau. Trường hợp này ngắn. Chúng ta nói ngắn là bởi vì cái luật như thế này. Luật chung là tính từ trong tiếng Pháp đứng sau danh từ. Đó là luật chung. Ở trong tiếng Anh thì ngược lại, đứng trước danh từ, tiếng Pháp đứng sau. Nhưng có một số ít tính từ thông dụng và ngắn, thông dụng và ngắn thì được phép đứng trước. Và khi nó đứng trước như vậy thì bắt buộc phải nối với từ đi sau nếu mở đầu bằng nguyên âm. Les petits enfants. Les petits enfants jouent dans le jardin. Các trẻ em đang chơi ở trong vườn. Dans ce parc. Ở trong cái công viên này, il y a de beaux arbres. Chữ beau này được phép đứng trước danh từ. Và khi nó gặp một danh từ mở đầu bằng nguyên âm thì phải nối. Il y a de beaux arbres. Les grandes écoles là các cái trường lớn, nhưng mà viết hoa không phải là cái trường nó có cái quy mô lớn đâu. Les grandes écoles là những cái trường rất danh giá của Pháp, danh giá lắm, thi tuyển vào rất là gắt gao. Người ta gọi là les grandes écoles, trong đó người ta dạy nhiều ngành nghề, từ khoa học kỹ thuật tới khoa học nhân văn. Les grandes écoles. Và trường hợp thứ 7, chúng ta bắt buộc phải nối sau chữ dans, chữ chê, chữ son, chữ on. Dans là bên trong, chê ở cái nơi mà có một người ở, son là không, on. Như vậy chúng ta rơi vào cái trường, chúng ta coi lại cái trường hợp lúc nãy. Il est entré dans un immeuble. Lúc nãy chúng ta nói đây nối rồi, bởi vì đây là pronom đại từ. Il est entré phải nối rồi, bởi vì chữ e sau chữ e phải nối. Un immeuble, bởi vì đây là déterminant. Bây giờ chúng ta có một cái luật mới nữa, sau chữ dans phải nối. Như vậy câu này sẽ giải quyết là nối 1, 2, 3, 4. Chỉ có chỗ này không nối thôi. Il est entré dans un immeuble. Trong các câu sau đây chúng ta bắt gặp các cái giới từ dans này, chê này, son này, on này. Và sau đó nếu là một từ mở đầu bằng một nguyên âm thì chúng ta phải nối. Elle vit dans une grande ville. Cô ta sống trong một thành phố lớn. Dans une grande ville. Họ trở về nhà họ bằng xe buýt. Il rentre chez eux en bus chez eux. Nối. Bởi vì chữ này là nằm trong các cái chữ chúng ta quy định là phải nối. Les sans-abri ont besoin de l'être. En cette saison, les sans-abri là những người vô gia cư, không có nơi trú ngụ. Đây là một danh từ kép. Les sans-abri, chúng ta phải đọc nối. Ont besoin de l'aide, cần sự giúp đỡ. En cette saison, trong cái mùa này tức là mùa lạnh ở bên các xứ lạnh. Il est arrivé en avance. Il est arrivé en avance. Il est là đại từ. Est arrivé, sau chữ e. Bây giờ, en avance, sau chữ ăn. Trường hợp thứ 8, sau chữ con và comment. Trong trường hợp này thôi, các anh chị nhớ cái chỗ này này. Chỉ trong trường hợp này thì comment với nối và con với nối. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Bây giờ khi nối thì ký tự D này, này nó biến âm, nó trở thành ký tự T. Quand est-ce? Quand, nó như là T đó. Quand est-ce qu'on arrive, on arrive, đây là đại từ, ông là tụi mình, bao giờ tụi mình tới ha. Rồi comment allez-vous, cái này chúng ta quen quá phải không, comment allez-vous. Và tôi xin nhắc lại để nữa, lát nữa chúng ta qua cái trường hợp cấm nối này. Đây là trường hợp duy nhất chữ comment được nối với từ đi sau mở đầu bằng nguyên âm, comment allez-vous. Chúng ta sẽ gặp một trường hợp khác không được phép nối. Số 9, trong một số các thành ngữ cố định, những cái từ người ta gọi là figé, đóng băng rồi, nó là như vậy.
Avant-hier, bắt buộc phải nói avant-hier, c'est-à-dire nghĩa là de temps en temps, thỉnh thoảng, plus ou moins, ít nhiều. Sous-entendu, hiểu ngầm. Sous-entendu, tout à coup, bất thình lình. Tout à l'heure có hai nghĩa. Nếu mà đi với động từ ở thì phi tuyê thì là lát nữa. Nếu nó đi với động từ ở quá khứ thì là hồi nãy, tout à l'heure. Mot à mot, từng từ một, từng chữ một. Porte à porte, từ cửa này tới cửa kia. Các anh chị có để ý chữ porte à porte không? Không phải từ cửa này tới cửa kia, là đây là một cái từ kép nhé, có gạch nối này, có gạch nối này. Ý nói là chúng ta đi từ nhà này tới nhà nó, tính luôn tất cả mọi quãng đường thì nó là bao nhiêu. Chẳng hạn là tôi đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, tôi đi bằng phương tiện tàu bay, máy bay, thì tôi phải mất công đi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Phải đi ra trước ít nhất là 1 tiếng đồng hồ đi trong quốc nội, rồi sau đó chờ máy bay nó cất cánh, nó đi có hơn nửa tiếng là tới. Tới nơi thì tôi lại phải tốn thời gian đi từ sân bay Liên Khương về tới Đà Lạt, rồi đi từ đó về nhà. Từ Porte à Porte, nhà tôi ở Sài Gòn, tôi tới một cái nhà nào đó ở Đà Lạt, Porte à Porte là bao nhiêu? Tính ra cũng mất cả 4 tiếng đồng hồ, đi ô tô cũng tới nơi rồi. Porte à Porte nghĩa là như vậy ạ. Và trong trường hợp cuối cùng, trong một số từ kép non composé, từ kép nó có cái gạch nối này, les États-Unis, các tiểu bang được nối lại, tức là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nước Mỹ, les États-Unis, đây cũng nối luôn, bởi đây là déterminant, les États-Unis, les Nations Unies, các quốc gia liên kết lại, đây là Liên Hiệp Quốc, les Nations Unies, un porte-avions, động từ porter là mang, avion là máy bay, porte-avions, tàu sân bay. Ăn tết ta tết, tết là cái đầu, tết ta tết là một cuộc nói chuyện hay là một cuộc gặp gỡ mà song phương hai người nói chuyện với nhau, tết ta tết, nói chuyện với nhau trực tiếp. Arc-en-ciel là một cái cung ở trên bầu trời, tức là cầu vồng. Arc là cái cung đó. Ở trong hình học cũng là cung, ở ngoài đời nó có cái cung để bắn cái tên. Đây cũng phải nói arc-en-ciel. Les États-Unis, les Nations Unies, un porte-avions, un tête-à-tête, un arc-en-ciel. Và bây giờ chúng ta chuyển qua cái phần cấm nối. Les liaisons interdites. Cấm nối trong các trường hợp sau ạ. Trước hết phần số 1, chúng ta rất quen rồi. Trước một aspirer. Tôi có nói ở trong cái phần đầu của cuốn này này. Chúng ta có khoảng, trong từ điển có khoảng 350 từ, tôi ngồi tôi đếm 350 từ là aspirer. Và trong các quyển từ điển lớn thì người trước cái chữ này này, người ta đánh một cái dấu hoa thị, một cái dấu asterisk để chúng ta biết là cái chữ as này là aspirer và không được nối. Và trong cái phần này này, ở phần trước tôi có nói là chúng ta trong thực tế chúng ta chỉ cần học 50 từ thôi, bởi vì các cái từ khác nó nằm ở trong lĩnh vực khoa học hay là những cái chữ hơi xa lạ, chúng ta học khoảng 50 từ. Mời các anh chị nếu có nhu cầu mở qua cái phần đầu của cái cuốn này, này. Ví dụ ce sont des héros, không được nối, cấm nối ce sont des héros, đây là những vị anh hùng. Les haricots verts, les haricots verts, chúng ta có khuynh hướng rất là mạnh phải nối les haricots verts, nó dễ hơn, nhưng mà không được nối les haricots verts. Hôm nay nhà chúng tôi ăn đậu cô ve. Aujourd'hui chez nous mangeons des haricots verts. Thế chúng ta có khuynh hướng nối vào nhưng mà không được nối. Và trường hợp thứ hai, không được nối một danh từ với tính từ đi sau. Danh từ với tính từ đi sau. Đây là một sinh viên thông minh. C'est un étudiant. Sau chữ EST phải nối. Sau déterminant phải nối. C'est un étudiant. Ở đây chúng ta rất muốn nối bởi vì đây là chữ T và mở đầu của chữ sau là nguyên âm. Chúng ta rất muốn nối nhưng mà không được nối. C'est un étudiant intelligent. C'est du courrier urgent. Courrier là thư từ đó. Đủ loại thư, thư riêng, thư chung, các loại thư tín. C'est du courrier urgent. Urgent là tính từ, courrier là danh từ. Không được nối mặc dù đây là phụ âm. Đây là nguyên âm, không được nối. Le football américain. Football là cái loại bóng chày, bóng người ta ôm, bóng người ta chạy.
chạy qua sân của đối phương á, chứ không phải là bóng đá. Le football américain, football của Mỹ, không được nối. Trường hợp thứ ba, không nối chủ ngữ là danh từ với động từ. Chúng ta nhớ lại ở phần đầu, khi là đại từ thì bắt nối, là danh từ thì lại cấm nối. Đây là động từ ạ, đây là chủ ngữ ạ. Chủ ngữ đây bây giờ là danh từ thì cấm nối. Le train arrive bientôt, xe lửa sắp tới rồi. Các anh chị thấy mấy chỗ này mà nối thì nghe nó không có lo, không có thuận tai. Le train arrive và bientôt. Nhưng mà các cái bạn nào mới học, người ta không biết tại sao thì chúng ta phải biết cái luật này. Chúng ta nói đại từ thì phải nối, danh từ thì không được nối. Chẳng hạn như anh ta sắp tới rồi, il arrive bientôt, il arrive bientôt. Nhưng mà xe lửa thì là danh từ chung, lại không được nối. L'avion est en retard, máy bay trễ rồi, không được nối chỗ này. L'avion est, không được nối, mà đây lại phải nối này, est en retard. Les étudiants achètent des sandwich, các sinh viên mua bánh mì thịt để mà ăn, thì đây là phải nối, phải nối. Nhưng mà danh từ này làm chủ ngữ cho động từ này lại không được nối. Les étudiants achètent des sandwich. Rồi không nối một động từ với một từ đi sau, một động từ với bất kỳ một từ nào đi sau, không có nối. Chị ta viết một lá thư cho bố mẹ chị ta, elle écrit, phải nối, bởi vì đây là đại từ. Elle écrit une lettre à ses parents, không thể nói là elle écrit une lettre. Không nối một động từ với từ đi sau, một động từ với từ, từ đi sau là từ gì? Đây là một article. Đấy. Tu veux un café? Tu veux un café? Chúng ta không có thấy đây là x nối với nguyên âm an được. Il part avec sa mère. Il part, anh ta ra đi với mẹ của anh ta. Ở trên này là article, đây là preposition. Với một từ đi sau, bất kỳ từ nào mà từ đó mở đầu bằng nguyên âm thì cũng không được nối. Không nối một adverb với một adjective đi sau. Chúng ta nhớ lại phần trước, khi một adverb ngắn, trạng từ ngắn thì được nối, phải nối luôn. Ở đây lại không được nối. C'est vraiment ennuyeux, vraiment là adverb, nó có hai syllabe. C'est vraiment ennuyeux, chán quá. Ở phần số 6 người ta nói không nối các cái chữ a, une, huit, onze với chữ đi trước. Chữ onze nằm đây, chữ đi trước đây này, không được nối. In zone, phải nối phải không ạ? Đây là pronoun. In zone, on zone, on zone, on là determinant của zone thì phải nối. Nhưng mà giữa hai cái chữ này sau on thì không được nối, không được nối. Mặc dù là sau on chúng ta coi ở phần trước là phải nối, nhưng mà trường hợp này nó đi trước chữ on rồi thì lại không được nối. Tôi tra cứu lại cho anh chị coi. Sau chữ on thì phải nối. In zone d'une voiture, ces machines ont été fabriquées au Việt Nam, phải nối. Nhưng trong trường hợp này chữ ông lại đứng trước chữ on giờ thì không được nối. On giờ là một từ không được phép nối với từ đi trước. Không nối chữ e với các từ đi sau. In zone un garçon et une fille, họ có một bé trai, họ có một đứa con trai và một đứa con gái. In zone nối, không nối. In zone, tại vì sau chữ an ở đấy, đi sau chữ ông là không được nối. In zone un garçon et une fille, chúng ta đang nói trường hợp e mà chúng ta liên tưởng tới trường hợp trên, không nối a với chữ đi trước. A này với chữ đi trước là ông, mặc dù là có cái luật từ trước nói là sau ông thì là phải nối, nhưng mà trừ sau đó là a in with ông. Trường hợp cuối cùng, sau các cái từ nghi vấn con biên thì cũng cấm nối. Ví dụ con est-il arrivé, con est-il arrivé, ở chỗ này chúng ta phải nối nhưng mà sau này là không nối. Con không phải con tétil, con est-il arrivé. Comment êtes-vous venu, bạn đã tới đây bằng phương tiện gì? Vậy chúng ta nhớ lại cái phần trước, duy nhất một trường hợp được nối đó là comment allez-vous thì được nối và phải nối, còn ngoài ra không được nối. Comment êtes-vous venu. Combien en voulez-vous, bạn cần bao nhiêu, chữ ăn này là
pronoun personnel thay cho một cái gì đó. Ở chúng tôi có một số các gì đó, có một số viết, có một số tập, bạn cần bao nhiêu thì cái này là thay cho tập và viết này, combien, on voulez-vous, không thể nối được. Và thưa mọi người, đây là phần thứ ba, nối tùy ý, rất là ít, liaison facultative. Trong văn trang trọng, formel là người ta dùng nhiều các cái nối âm, người ta dùng nhiều lắm, nhưng mà mình có thể không nối cũng được. Mais il faut le faire, các anh chị có nghe quen không? Nối cũng được, không nối cũng được. C'est trop important. Cái chữ này bình thường mình không có nối, tại vì nối vào nó, cái môi nó lập bập, nó khó. Mình bỏ đi thì không có sai đâu, là bởi vì người ta cho phép nối cũng được, không nối cũng được. Mà trong các cái văn trang trọng người ta thích nối. Nous sommes arrivés, tu es allé. Cái này thì lại hay nói, hay nối này. Mà cái này mình lại không nối không có sao cả. Facultative. Xin thưa các anh chị, là cái phần mà tôi vừa trình bày là nối vần đó, les liaisons, tôi lấy trong sách giáo khoa. Bây giờ tôi coi ở trên mạng của BDLOQLF GOUV Gouvernement Quebec Canada thì người ta nói như này này. Giữa một preposition chỉ có một syllabe với một từ đi sau thì cái nối phải bắt buộc. Còn đối với những cái preposition mà có hơn một syllabe thì cái liaison facultative tùy ý, trừ à travers. Chẳng hạn như này, je monterai la voix dans une heure. Dans là một preposition chỉ có một syllabe. Elle y était allée sans objectif précis. Cô ta đã đi tới đó mà không có mục tiêu gì rõ ràng. Sans objectif, sans. Es-tu déjà allé chez eux? Bạn đã tới nhà của họ chưa? Chez eux. Il s'est caché sous une table. Nó đã trốn dưới một cái bàn. Như vậy tôi xin bổ sung như vậy. Trong bài đọc này tôi để sẵn những cái dấu tròn, tức là những cái chỗ có khả năng nối, có thể nối, bởi vì đứng trước nó là phụ âm, đứng sau là nguyên âm. Các anh chị thấy thì chúng ta xem nối như thế nào ạ. Jean 20 tuổi, Jean 20 ans, đây là déterminant, phải nối. A fait une saloperie immonde à ses parents, đã làm một cái chuyện ngu xuẩn, kinh khủng, bẩn thỉu đối với bố mẹ của anh ta. Alors son père lui dit, do đó bố của anh ta nói với anh ta như thế này, Jean, fous le camp, Jean, coûte xéo đi, ne remets plus jamais les pieds à la maison. Chỗ này có nói không ạ? Đừng có bao giờ đặt chân về nhà này nữa, les pieds à la maison. Jean est parti la mort dans l'âme, Jean đã ra đi, tâm hồn thì chết lặng, tê tái trong hồn đó, không nối, bởi vì đứng trước một động từ là danh từ thì không nối. Quelques semaines plus tard, il se dit, vài tuần sau, anh ta tự nói như thế này, j'étais la pire des ordures, phải nói phải không ạ? Déterminant, đi với danh từ, mình là cái thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất. Je vais demander pardon à mon père, không nối, bởi vì đây là danh từ, mình sẽ phải xin lỗi ba thôi. Oh oui, je vais lui dire pardon, đúng rồi, mình sẽ xin lỗi ba. Alors, il écrit une lettre à son père. Alors il l'écrit, phải nối, cái này không nối. Une lettre à son père, không nối, bởi vì đây là danh từ. Papa, je te demande pardon. Bye ba, con xin lỗi ba. Anh ta viết trong cái lá thư như vậy đấy. J'ai été le pire des pourris et des salauds. Con là cái đứa thối tha, gọi là salaud, là gọi là cái đứa bẩn thỉu nhất. Le pire. Mais je t'en prie, papa, nhưng con xin ba. Peux-tu me pardonner, ba có thể tha cho con không? Je ne mets pas mon adresse sur l'enveloppe. Adresse là danh từ đứng trước là déterminant, phải nối. Je ne mets pas mon adresse sur l'enveloppe, trên cái bì thư. Anh ta viết một cái lá thư mà không có để địa chỉ. Mais si tu me pardonnes, nhưng nếu ba tha cho con, je t'en prie, thì con xin. Mets un foulard blanc sur le pommier devant la maison. Chỗ này không được nối, sau danh từ thì không được nối. Mets un foulard, foulard cái khăn quàng cổ màu trắng, trên cái cây táo trước cửa nhà. Tu sais, ba biết không, la longue allée de pommier qui conduit à la maison, không được nối. Ở trên cái lối đi dài dài của những cái cây táo, nó dẫn vào nhà mình đó.
tức là cái đường dẫn vào nhà của cha con anh này thì có hai cái hàng táo pommier. Sur le dernier pommier, papa met un foulard blanc. Ở cuối cái dãy, tức là cái táo cuối cùng, ba ơi, ba hãy treo một cái khăn quàng cổ màu trắng. Si tu me pardonnes, nếu ba muốn tha cho con. Alors, je saurai que je peux retourner à la maison. Chỗ này không được nối sau động từ. Alors, như vậy là con sẽ biết là con có thể trở về nhà. Comme il est mort de peur, il se dit. Comme il est, đây phải nối, đây không nối. Comme il est mort de peur, il se dit. Je pense que jamais papa ne mettrait pas ce foulard blanc. Mình nghĩ là chả bao giờ ba mình treo cái khăn màu trắng lên cái cây. Alors il appelle son ami Marc et dit. Alors il appelle, đây phải nối, đại từ đứng trước động từ. Son ami déterminant, đứng trước danh từ. Gọi Marc, bạn mình lại, và nói: Je t'en supplie Marc, viens avec moi. Marc ơi, mình nài nỉ bạn, hãy đi với mình. Không thể nối là bởi vì đây là động từ, không thể đi nối với một từ đi sau. Voilà ce qu'on va faire. Bây giờ mình làm như thế này. Je vais conduire la voiture jusqu'à 500 mètres de la maison. Mình sẽ lái cái xe của mình, xe ô tô, cho tới khoảng 500 mét trước khi tới nhà. Et je te passerai le volant. Đây không có nối, bởi vì đây là một danh từ, không nối với từ đi sau. Và mình sẽ trao cho bạn cái tay lái, le volant. Je fermerai les yeux, rồi sau đó mình nhắm mắt lại. Tu descendras lentement l'allée bordée de pommiers. Descendras là đi xuống, không phải đi xuống dốc đâu, đi ngược chiều. Rồi bạn sẽ cứ từ từ đi vào cái lối đi ở hai bên có hai hàng cây táo. Tu t'arrêteras si tu vois un foulard blanc. Nếu bạn thấy một cái khăn quàng cổ màu trắng thì bạn dừng lại. Si tu vois un, không nối. Sau động từ thì không nối. Foulard blanc sur le dernier pommier devant la maison. Alors je sortirai. Nếu bạn thấy thì dừng lại và mình sẽ ra khỏi xe. Sinon, je garderai les yeux fermés et tu repartiras. Nếu không thì mình vẫn để mắt nhắm. Les yeux phải nối. Déterminant, les fermés et. Chỗ trường hợp này không nối bởi vì động từ đứng trước một từ nào cũng không có nối. Et tu repartiras. Và bạn cứ tiếp tục đi. Je ne reviendrai plus jamais à la maison. Không bao giờ mình trở về nhà nữa. Đây là adverb không nối với một từ đi sau. Không thể nói là je ne reviendrai jamais à la maison. Ainsi dit, ainsi fait. Nói thế rồi là làm như vậy. À 500 mètres de la maison. Cách nhà 500 mét. À này là cách. Jean passe le volant à Marc. Anh Jean chuyển tay lái cho Marc. Sau danh từ không được nối. Et ferme les yeux, rồi nhắm mắt lại. Lentement, Marc descend l'allée de pommier. Puis il s'arrête. Anh Marc đi từ từ đi vào cái lối có hai hàng cây táo. Rồi anh ta dừng lại chỗ này. Puis il, sau đó, đây phải nối. Jean, bởi vì đây là préposition ngắn, thì phải nối. Jean, toujours les yeux fermés de mon. Anh Jean lúc nào mắt cũng nhắm nghiền hỏi. Marc, je t'en supplie, est-ce que mon père a mis un foulard blanc sur le pommier devant la maison? Marc ơi, mình xin bạn, ba mình có để một có treo một cái khăn quàng cổ màu trắng trên cái cây táo trước nhà mình không? Chỗ này est-ce que mon père a mis không được nối, bởi đây là danh từ không được nối, mặc dù đây là père a mis. À, cũng không được nối luôn, sau động từ không nối, vậy chỗ này không nối. Est-ce que mon père a mis un foulard blanc sur le pommier devant la maison? Marc lui répond, Marc là thằng bạn trả lời. Non, il n'y a pas un foulard blanc. Đây là phải nối, bởi vì đây là il n'y a pas un foulard blanc, préposition ngắn, sur le pommier devant la maison. Trên cái cây táo trước cửa nhà bạn, không có cái khăn trắng nào hết. Mais il y en a. Nối, bởi vì đây là préposition ngắn. Mais il y en a des centaines sur tous les pommiers qui conduisent à la maison. Không nối, nhưng có hàng trăm cái khăn treo trên tất cả những cây táo nó dẫn vào nhà bạn. Nghe tới này là anh ta hơi hơi hồi hộp rồi. Không có khăn trắng, nhưng có hàng trăm cái khăn trắng. Puissiez-vous emporter dans votre cœur
Des milliers de foulards blancs. Bạn có thể mang trong trái tim của bạn hàng ngàn cái khăn dài, khăn trắng như vậy được không? Tôi xin đọc cái phần tiếng Việt các anh chị nghe. Con xin lỗi bố. Jean, chàng trai 20 tuổi, vừa phạm một cái tội ghê gớm với bố mẹ mình. Và bố anh ta đã nói rằng, Jean, mày hãy cút đi, đừng bao giờ đặt chân về nhà này nữa. Jean bước ra khỏi nhà, lòng dạ nát tan. Mấy tuần sau, anh ta nghĩ trong bụng, mình thật là đồ khốn nạn, phải về xin lỗi bố thôi. Ừ, phải về xin lỗi bố thôi. Sau đó anh ta viết một lá thư cho bố mình như sau. Bố ơi, con xin lỗi bố, con là đứa con xấu xa nhất trên đời. Nhưng con xin bố tha thứ cho con. Con không viết địa chỉ của con trên bao thư. Nếu bố có thể tha thứ cho con, thì bố hãy buộc một dải khăn trắng trên cây táo trước cửa nhà. Nếu con thấy khăn thì con hiểu rằng con có thể trở về nhà. Nhưng anh ta vẫn rất sợ hãi, nghĩ rằng bố mình sẽ chẳng bao giờ chịu buộc một dải khăn trắng lên cây táo. Anh ta bèn gọi bạn mình là Mark lại và nói, Mark ơi, mình năn nỉ cậu, hãy đi với mình. Chúng ta sẽ làm như thế này, tôi sẽ lái xe chở bạn. Khi đến cách nhà tôi khoảng 500 mét, tôi sẽ đổi tay lái cho bạn. Bạn sẽ lái xe, còn tôi thì ngồi nhắm mắt lại. Bạn lại sẽ lái xe từ từ vào lối đi có hai hàng táo. Nếu bạn thấy có cái khăn trắng trên cây táo cuối cùng trước nhà, thì dừng lại và tôi sẽ nhảy ra khỏi xe. Còn nếu không thấy khăn trắng, thì cứ tiếp tục lái xe đi và tôi cứ tiếp tục nhắm mắt. Và tôi biết là sẽ không bao giờ có thể trở về nhà nữa. Hai người làm như đã tính trước. Cách nhà khoảng 500 mét, Jean đưa tay lái cho Mark rồi ngồi nhắm mắt lại. Mark lái xe từ từ vào lối đi có hai hàng táo. Rồi Mark dừng xe lại. Lúc này Jean vẫn nhắm mắt và hỏi bạn, Mark ơi, bố mình có buộc khăn trắng lên cây táo trước nhà không? Mark trả lời, không, không thấy khăn trắng trên cây táo trước nhà, nhưng có hàng trăm cái khăn trắng trên tất cả các cây táo dọc hai bên đường dẫn vào nhà bạn. Bạn ơi, các bạn có thể mang hàng ngàn dải khăn trắng như vậy trong tim mình hay không?